Rồi, video này chào mấy bác nha. Em cũng không có từ ngữ gì để mà diễn tả một con máy nó đỉnh. Nó đỉnh gần như hồi giờ em không gặp. Đó là thiệt sự. Đây là một con Shibora. Shibora. Mấy bác coi này, nó mới mà trong cái tình trạng của nó là nguyên bản. Bô tròn. Đấy, đặc biệt vậy, đủ bô tròn. Đó. Trong một tình trạng nguyên bản về đổ xăng nổ luôn nha, và con này chạy IC là một cái rất là đặc biệt. Đây mã số, và con này thì anh khách đã cọc tiền rồi, mấy bác đừng tiếc 5 phút, mấy bác sẽ gặp được được nghe tiếng nổ của nó, rồi mấy bác mới hiểu tại sao một con máy hàng độc. Đây thôi, em hồi hộp quá, chắc em test nổ trước rồi em sẽ quảng cáo máy sau quá. Đủ con máy này mấy bác coi này, công tắc công tiếc nó có cái bóng kia vẫn còn luôn đấy. Cái bóng nha mấy bác nha, 1.000 con, 1.000.000 con chưa chắc gặp được một con luôn, khẳng định luôn. Và con này tình trạng là hoàn hảo, chỉ tiếc về là không có bình xăng lớn, em phải lấy một cái bình xăng của G2K bỏ qua. Mấy bác thấy chưa, rất là đẹp nha. G3K chứ không phải G2K, G2K với 3K là xài chung một mã, nên nó là bình xăng của G3K đó. G2K, G3K là một. Thì đây là một con máy gần như hoàn thiện. Và em nổ lên thì mấy bác nghe tiếng nó ghê lắm, nó tăng tăng, nó nổ tăng tăng ghê lắm. Cái bạn này á, mua của mình mấy con rồi. Và mình khẳng định luôn, nếu như con này về bạn miễn bàn, miễn chê luôn. Miễn chê luôn, khỏi nói chứ câu chê luôn. Mới hồi trưa nay bạn này cọc tiền mình thì mình nói thẳng ra miễn một câu chê, bạn mà chê mình trả lại tiền, nói thẳng luôn. Con máy này mà chê là mình trả lại tiền luôn. Mình để yếu tố sưu tầm, thứ nhất là một con chạy IC, cái thứ hai nữa là một con mới tinh và hàng độc. Đó. Và những con này hơi hám, bít tông còn trắng bóc luôn, em khẳng định luôn, bởi vì gần như chưa xài. Đó, mấy bác nghe tiếng máy không? Đó, nó gần như nó không muốn nổ luôn, ghê thiệt. Em để gan ti cực nhỏ để mấy bác nghe tiếng máy. Đấy, mình nói gì nói cho nó lên tí. Đấy, thấy chưa? 1.000.000 con chưa chắc đã gặp được một con, đó là em nói thiệt. Và con nó cực kỳ mạnh, cực kỳ mạnh nha, chốc em lên ga một phát mấy bác nghe sợ liền, khẳng định luôn. Còn máy em khẳng định luôn, 1.000 cây, một một vài nghìn cây, bởi vì người ta về máy cắt cỏ rất là nhiều, và gần như là cả nghìn, cả hơn 1.000 cây máy cắt cỏ không bao giờ gặp được một con thứ hai luôn. Em chưa bao giờ em gặp, từ mọi thứ thiết kế của nó mới bác coi, từ bô e này, bô e nha, bô nha, đó màu quân đội nha mấy bác nha, màu quân đội. Và nếu như bạn này mà chê, mình sẵn sàng mình trả lại tiền, nếu như chê nha, trả lại tiền, không đáng gì cả. Con máy gần như cả 1.000 con gặp một con, nước sơn của nó là gần như hoàn thiện. Đấy, đừng tiếc video coi ngắm nghía, một em 1.000 con chưa đã chắc đã gặp được một con, 1.000 con không thể gặp được một con. Anh nghe tiếng máy không? Đây, công tắc. Đấy, mình cũng dặn bạn này nhớ về bật công tắc lên nha, chứ không nhiều khi quên công tắc. Đây, giật. Đây. Đó, 1.000 con chưa chắc là gặp được một con nha. Con máy gần như hàng độc. Rồi, để nét ra. Đây. Nhất hơi nhiều nha. Mù mịt. Chộp nhất hơi nhiều.
khói ông bồ. Thấy chưa? Chục nhất nhiều cỡ vậy mà nó nổ còn từng tiếng. Đây. Vài nghìn cây không thể gặp được một cây nữa, khẳng định là chỉ có một con một thôi. Một nghìn cây không bao giờ gặp được một con nào như thế này nữa, khẳng định nốt câu cuối. Chứ nhiều khi mọi người kêu em nổ, nổ cũng được. Đó, mang tiếng nổ thì nổ luôn đi. Con này biết tông chỉ 36 ly thôi nhưng mà nghe tiếng máy rất là lực nha. Đây. Không bao giờ có một cây nữa. Nó sẽ không bao giờ có một cây nào nữa. Có một cây một thôi. Mọi người nghe tiếng máy không? Đây, gan tì này. Bé lại tí này. Đấy. Thì nhỏ á. Đấy, để thiết nhỏ. Nghe tiếng máy để cảm nhận. Và em khẳng định luôn, con này trâu bò cực kỳ luôn. Mọi người nhìn cái thiết kế của nó là nhìn sợ luôn. Và đặc biệt cháy xe à, vậy mới nói thứ dữ. Đó làm nó thiệt. Thiệt sự là không bao giờ có con thứ hai. IC là Mitsubishi nha. Nó lắc 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 kìa. Ghê không? Rất là đẹp. À còn mày xịt đỉnh xong ca. Không thể có con thứ hai được. Nó không, nó sẽ không có con thứ hai. Chứ còn nhiều khi mấy bác kêu ừ em nổ, nhưng mà thiệt sự là nó sẽ không có con thứ hai. Bốn con ốc này á, là của máy khác. Bởi vì nó về nó lộn xộn. Chứ còn đúng ốc của nó nha, nó trắng tinh. Nó em bắt đại thôi. Nhưng mà rồi em sẽ tuyển cho anh khách đúng bốn con ốc đẹp, bỏ vô luôn. Đó, khẳng định luôn, đây đúng còn đúng một con của nó này. Đấy, còn đâu là mới tinh, mới keng xe ben. Bình xăng của G2K, G3K. Đó. Mọi người coi con máy này. Mitsubishi. IC của Mitsubishi. Và em cũng nói rõ luôn, gần như cái bạn này thì mua con này thì quá VIP rồi. Đây, chắc có. Và em bán á, là hình thức bên em bán là nó chỉ có như thế này thôi. Đó, bán là y vậy, không thêm không bớt. Đúng cho bạn thêm một sợi dây đeo nữa là xong. Có mấy hàng độc nha. Con này thực ra em cũng không biết trái bít tông nó lên đến bao nhiêu, đó làm nó thiệt. Nhưng mà em khẳng định một câu, không bao giờ có dưới 36, 36, 37, 38. Đó là ba cái thông số đó, tầm đó. Và những cái đời này thì nó trâu thì khỏi nói. Đó. Mọi người coi này. 1.000 cây sẽ không có một cây thứ hai. Em khẳng định nốt một câu cuối luôn. Mọi người cứ tin lời em nói. Đó là thật sự. Ai mà có con như thế này y gì vậy, comment cho em để em biết. Đó, để anh em giao lưu. Đó, để anh em giao lưu. Nếu như mà ai có một con như thế này thì comment cho em để anh em giao lưu cho vui. Đó, em có con như vậy. Đó, để anh em giao lưu cho vui. Đó, là nói thẳng ra là vậy. Và để sở hữu một con này thì bạn đó mình ưu tiên giá, chứ cũng không phải là quá cao hay là quá rẻ hay là gì. Nhưng mà mình khẳng định luôn, không có nữa và cực kỳ bền. Bởi vì những cái đời này mà đã xài IC rồi thì bạn bao bạn 10 năm, bạn cứ lọc gió cho đàng hoàng nha. Lọc gió cho đàng hoàng 10 năm không bao giờ hỏng. Rồi, để em nổ lại thêm phát nữa cho nó sướng nữa. Đang phê nha. Phải đạp nha. Phải đạp vô giày. Nó nổ gần được tiếng. Đó, phải cho anti lên tí. Đấy, bởi vì bé quá. Nó nổ cá lắc cá lắc. Đấy. Ghê thiệt.
Nó thiệt sự là không có nữa ấy. Và mình cũng làm cho bạn một bình xăng khỏi chê luôn. Sau này bạn có hư bình xăng rất là dễ thay thế, chỉ cần mua cái bình xăng của G3K thả vô là xong. Rồi ok, một lần nữa thì cảm ơn bạn đã mua máy bên mình. Một con máy cực đỉnh nha, và sẽ không bao giờ có con thứ hai. Em khẳng định luôn, nếu như bạn nào có con này, comment trên để anh em mình giao lưu cho vui. Đó, là nói thẳng ra vậy. Dòng này siêu châu bò, con Sibora, hàng độc nha, 1000 cây không bao giờ gặp được một cây nữa. Có nghĩa là em khẳng định luôn, 1000 cây sẽ không gặp được một cây như thế này nữa. Và nhiều bác sẽ kêu đổ phụ tùng thay thế khó. Đúng, chính xác, một khi mấy bác đã tính đến đường mà xài hàng bãi là phải chấp nhận. Nó bền, nó không bao giờ nó hư, nó rất khó hư. Hoặc là nó hư đi chăng nữa, rất khó phụ tùng. Những con này hư chỉ có quăng thôi. Nói thẳng là vậy. Những người xài hàng bãi họ tự họ hiểu. Nhưng mà đổi lại mấy bác được gì? Được đổi lại được độ bền, độ tin cậy khi xài hàng Nhật chính hãng. Đó. Còn những máy đời mới chỉ khoảng vài tháng mấy bác thay thế. Nhưng mà những con này 10 năm. 10 năm nha, bao xài 10 năm. Ghê lắm, ghê cực kỳ lắm. Rồi, ok, một lần nữa cảm ơn mấy bác đã coi video. Một con máy cực kỳ đẹp. Đó. Đã được bạn chốt cọc. Rồi, ok nha. Lên cho vui thôi.